Thưa quý vị, thời gian qua, Tuổi Trẻ Đà Nẵng đã có nhiều mô hình ý nghĩa nhằm giáo dục lòng yêu nước cũng như đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Trong đó, mô hình Chúng Con Luôn Bên Mẹ có thể được xem là một trong những chương trình tiêu biểu và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp cơ sở đoàn tại địa phương. Phóng sự được thực hiện hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng lần thứ 18, nhiệm kỳ 2022-2027. Mô hình Chúng Con Luôn Bên Mẹ được Thành đoàn Đà Nẵng thực hiện từ tháng 7 năm 2021 với mong muốn thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ địa phương, góp phần chăm lo các mẹ Việt Nam anh hùng bằng những hành động thiết thực. Mô hình được duy trì thường xuyên 2 tháng một lần tại nhà của 98 mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn thành phố. Tại đây, các đơn vị đoàn trực thuộc đã tổ chức thăm khám sức khỏe cho các mẹ, dọn dẹp nhà cửa, thăm hỏi, trò chuyện, nấu bữa cơm gia đình, nghe mẹ kể những câu chuyện quá khứ hào hùng. Có mấy bác sĩ tới để khám bệnh cho bà, thì cũng khỏe mạnh, cũng bình thường thôi. Thì cũng cảm ơn mấy bác sĩ, là bà mừng. Bữa nay có cha tới thăm bà thấy thăm một gia đình thấy cũng đông đủ, thấy bà thấy cũng vui mừng. Mặc dù có nhiều khó khăn trong quá trình triển khai bởi những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trong năm 2021, tuy nhiên, mô hình Chúng Con Luôn Bên Mẹ đã được các cấp bộ đoàn trên toàn thành phố nỗ lực duy trì thường xuyên, mang lại sự động viên tinh thần lớn đối với các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình, người có công tại địa phương. Đoàn thanh niên xuống đây chăm sóc cho mẹ Việt Nam anh hùng thì gia đình cũng vui mừng. Có sự động viên như thế là phải nói là rất là yên tâm và luôn luôn là tin tưởng ở cái chế độ và cái truyền thống của dân tộc. Đây là một trong những hoạt động rất là ý nghĩa nhằm để giáo dục về truyền thống cách mạng cho các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố. Và chúng tôi cũng mong muốn rằng qua những cái hoạt động như thế này thì các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố sẽ thể hiện được cái vai trò và trách nhiệm của mình. Bằng hành động thiết thực, ấm áp, mô hình đã góp phần tô thắm nghĩa cử tri ân của thế hệ trẻ đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước. Đồng thời là sự nhắc nhớ thanh niên về trách nhiệm cống hiến sức mình vì sự phát triển của đất nước, quê hương trong giai đoạn hiện nay.